khi con cháu không làm phiền bạn nữa là lúc chúng đã trưởng thành, rời xa vòng tay bạn. Lúc cha mẹ không còn làm phiền bạn nữa, rất có thể họ đã không còn trên cõi đời này. Nếu người yêu không làm phiền bạn nữa, chắc hẳn họ đã có người khác để tìm đến. Bạn bè cần nhưng không phiền bạn nữa, phần nhiều đã có sự ngăn cách nào đó không thể vượt qua. Thật ra trên đời, con người luôn cần có nhau để giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhờ những lúc qua lại giúp đỡ đó mà hóa giải bao muộn phiền, nảy sinh sự gắn bó, kinh qua những trải nghiệm thú vị, hiểu biết thêm nhiều tri thức mới. Đấy chính là cuộc sống. Vì thế, hãy trân trọng những người đang làm phiền bạn, và hãy cảm ơn nếu ai đó từng tìm đến bạn. Khi đã có cho mình ước mơ thì đừng bao giờ vội vàng bỏ cuộc. Có một nỗi đáng sợ còn to lớn hơn gấp trăm vạn lần, đó là khi bản thân không biết làm gì, không biết mình đang cần gì và muốn gì. Thành công và thất bại luôn song hành. Thành công đâu dễ gì có được, thất bại mấy mươi lần là chuyện hiển nhiên. Dù kết quả có thế nào cũng đừng vội vàng nản lòng. Sinh ra không phải ai trong chúng ta cũng là người tài giỏi. Bất cứ điều gì cũng cần cả một quá trình để có thể sở hữu được mọi thứ như mình mong muốn, đạt được những thứ mà chúng ta muốn có. Thành quả có được không chỉ cần sự nỗ lực, không chỉ cần phấn đấu, mà còn cần cả sự quyết tâm trong một khoảng thời gian rất dài. Phụ nữ thông minh nên biết rằng những thứ không thuộc về mình hoàn toàn thì chớ dại dây vào. Còn những thứ vốn dĩ đã là của mình thì không cần mất quá nhiều sức lực và tâm trí để mong có được nó, nhất là đàn ông. Họ cũng giống như chúng ta, có suy nghĩ, có con tim, có trí tuệ, chứ không phải là đồ vật vô tri vô giác mà phải đợi chúng ta chiếm đoạt. Chiếm đoạt được thì chắc gì đã giữ gìn tốt. Cái gì tự nguyện thuộc về mình mới đáng được trân trọng, vì lúc đó họ đã toàn tâm toàn ý với mình. Nếu giành giật mới có được tình yêu và trái tim từ một người nào khác thì đó không còn được gọi là tình yêu. Sự tự nguyện mới có được lòng tin. Sự thành thật trong tất cả mọi vấn đề mới có thể giúp cả hai giải quyết được mọi mâu thuẫn. Nếu giành giật được từ tay người này thì trước sau gì cũng có người khác giành lại từ tay mình. Trong cuộc chiến này, không phải ai giành giật cao siêu hơn thì sẽ thắng cuộc. Có được người đàn ông như mình mong muốn và tình yêu mà mình hằng mong ước. Cốt lõi, đàn ông dễ dàng thay lòng đổi dạ mới chính là vấn đề. Đàn ông dễ dàng để người con gái khác có được tình yêu của mình thì không bao giờ có thể chung thủy trọn vẹn tình sâu được. Gặp đúng người thì trao đi tình yêu dễ dàng là chuyện tất yếu. Nhưng gặp ai cũng rung động, cũng muốn yêu thương, cũng muốn bên cạnh đối phương thì đó là sự dễ dãi. Tất cả chỉ cách nhau trong gang tấc, và tình yêu đích thực cũng vì lẽ đó mà mất đi một cách không thương tiếc. Đến khi kịp nhận ra thì tình yêu đã không còn tồn tại nữa. Những người không thật tâm với mình thì chớ nên đặt kỳ vọng. Có những thứ dù cố gắng tỏ ra bao dung nhiều đến đâu vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng phản bội là phản bội, lừa dối vẫn luôn là lừa dối. Yêu một người không biết trân trọng bạn thì họ cũng sẽ không biết trân trọng những người phụ nữ khác. Yêu một người không biết cô gái của mình đã bao đêm trong nước mắt thì chắc chắn nước mắt của những cô gái xung quanh họ cũng chẳng hề thấm tháp gì. Cái mà người ta trân trọng nhất cũng chỉ có bản thân ấy, con người ấy. Đó là bản tính ích kỷ của một con người. Thương thì rác bỗng thành hoa, ghét dù hoa đẹp chỉ là rác thôi. Thương thì vật hóa ra người, ghét người xem chẳng khác loài vật kia. Thương xa cách mấy cũng kề, ghét bên cạnh vẫn sơn khê ngàn trùng. Bởi thương, bởi ghét vô cùng nên nghìn duyên nghiệp mịt mùng nối nhau. Vui thì hoa héo tươi màu, buồn dù rộn tiếng cười sau vẫn buồn. Vui đời bỗng đẹp lạ thường, buồn ngồi trên đỉnh đế vương lạnh lùng. Vui ngồi hát giữa vô thường, buồn nhìn quanh những tấn tuồng thở ra. Vui nghe chửi giống bài ca, buồn bao tán thán suýt xoa
vẫn buồn. Nắng mưa còn có ngọn nguồn, buồn vui nhân thế tâm hồn biết đâu. Vạn duyên theo nước qua cầu, vui buồn thương ghét khổ đau tại mình. Ai không lục dục thất tình, đời yên vui bởi cái nhìn trạng nhiên. Vẫn là sống giữa trần duyên, vẫn lòng sen ngát giữa miền trường ô. Vui buồn muôn kiếp sống xô, đưa vào hết cõi hư vô mỉm cười. Giữa người với người có thể gần cũng có thể xa, giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể đơn giản, giữa tình cảm với nhau có thể sâu cũng có thể cạn. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói, với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa, còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ, có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng, có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước, có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, sang năm sẽ thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta xem là truyền thuyết. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Đôi khi cần biết dài khờ, để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toán, để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi chính bỏ làm mười, để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau, để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh, để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm, để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta, để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời, để hồn phán đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dững dưng, trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi, để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoai, để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu, để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, để cho nghĩa sống bay chữ lên ngôi. Đôi khi biết lặng cái tôi, để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần, đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chua mỏ tu hành, biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi,
như như bất động nụ cười thiên thu, để ngày nào giúp phàm phu mở toang cánh cửa chân như bước về.